Thôi, thế là đi tôi trổi gạt mưa rồi. Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsu Việt. Ngày nay mình sẽ hướng dẫn các bạn và anh em cách thay đổi bộ chổi gạt mưa, bộ tay gạt mưa này, tay gạt mưa và chổi gạt mưa. Mình vừa sáng nay ngủ dậy thì xe mình đã bị bay mất cái bộ chổi gạt mưa này, thực ra là cũng đã bị mất. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn hướng dẫn các bạn cách cái thay cái bộ chổi gạt mưa và tay gạt mưa này, để anh em chắc là cũng rất nhiều anh em khi mà đi xe bị ngủ dậy bị mất tất cái chổi gạt mưa và cái tay gạt mưa này, thì cách thay như thế nào và làm sao để đảm bảo được cái kính cái chắn gió của chúng ta nó không bị gãy bị vỡ và thay chuẩn nhất. Thì ok, bây giờ các bạn theo cùng theo tôi nhá. Vâng, để mà thay đôi chổi gạt mưa này thì các bạn sẽ phải chuẩn bị cho mình ít nhất là, thứ nhất là các bạn sẽ phải có này bộ chổi gạt mưa sẵn. Thì mình đi dòng xe Mitsubishi Outlander này, dòng xe Mitsubishi thì mình đang chổi gạt mưa thì mình mua của Mitsubishi An Việt, thì bộ chổi gạt mưa mình đã mua sẵn đây. Đây bộ chổi gạt mưa các bạn sẵn. Và thứ hai là các bạn sẽ phải cần chuẩn bị cho mình là T10, T14. Còn đây là con 14, con ốc để bắt cái chổi gạt mưa. Của các bạn thì ốc nào thì các bạn có thể thay ốc như vậy, nhưng của mình nên là ốc 14 thì các bạn chuẩn bị cho mình một cờ lê 14 này là ok. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi thay. Ok. Đầu tiên thì các bạn phải xác định được là tay nào bên lái và tay nào bên phụ, thì thường các bạn sẽ phải hỏi nhà cung cấp. Như mình đây là hỏi bên Phụ Tùng An Việt thì cái phiếu bán hàng của mình đã ghi rất rõ là tay bên ngắn, tay bên lái là tay ngắn và tay bên phụ là tay dài. Thì mình sẽ so hai cái nào bên dài, ví dụ cái này bên dài là cái bên phụ và cái này cái ngắn là bên bên lái. Đấy thì khi mà đã so xong xuôi rồi, so xong rồi. Đấy và kể cả cái chổi này cũng thế. Chổi này thì ở đây họ cũng đã hướng dẫn sẵn là chổi chổi bên ngắn và chổi cái chổi dài là bên lái và chổi ngắn là bên phụ. Thì mình cũng sẽ phải lắp sẵn vào. Tại sao mình phải lắp trước? Đây là cái phần mà mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp chổi gạt mưa. Lắp chổi gạt mưa mình lắp trước bởi vì khi mình lắp ấy nó tránh trường hợp cái mũi nhọn này nó đập vào cái kính chắn gió này, đập xuống kính chắn gió nó gây vỡ. Đấy thì ở đây là cái chổi. Thì thông thường các cái chổi này các bạn nhớ là nó có một cái lẫy như này. Đây cái phần lẫy này. Cái lẫy này thì các bạn lật cái lẫy này lên. Và các bạn đút cái chổi này thôi. Nói chung anh em con trai ai cũng có thể làm được, đút cái chổi này vào, luồn vào bên trong và kéo xuống, kéo khạch một phát là được. Đấy ok, và mình ấn cái lẫy này, ấn tạch một phát xuống. Cái này là khi anh em nó lắp xong nhá. Và các bạn nhớ cho mình là đây có cái phần lò xo này. Các bạn đặt cho mình nếu như thế này nó ép xuống dưới kính chắn gió. Còn các bạn bật lên như thế này nó cong. Mình cứ làm trước đoạn này và đây mình sẽ hướng dẫn. Đấy mình lắp hai cái chổi sẵn như này cho mình. Các bạn lắp xong mình sẵn hai cái chổi. Lấy này, lật cái lấy lên. Đấy, các bạn sẽ kéo vào. Xác định sẵn cho mình là cái nào bên lái và cái nào bên phụ và các bạn lập sẵn cho mình như này. Đấy, đây là cái này là vế này, vế bên phụ. Mình tí mình sẽ lắp bên phụ để sẵn bên phụ. Ok. Thằng này bên phụ, đấy, đặt bên phụ. Đấy, thằng này bên lái, đặt bên lái. Ok, tí nữa chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta lắp. Đúng không ạ? Bên lái bên phụ. Rồi, đấy. Đây chủ là người chúng ta sẽ như thế này. Đấy, và ok. Bây giờ chúng ta sẽ lắp và sẽ còn có con ốc, ốc để bắt hai cái vị trí này. Ở đây ốc thì nó có sẵn đây, ốc của bên An Biệt thì đều cũng đã có sẵn. Bây giờ mình sẽ lắp lên ốc đây. Đấy, các bạn. Ốc thì đã có sẵn đây, ốc đây. Ốc thì đã có sẵn rồi. Đó. Và ốc. À, đây là ốc của hai sản phẩm thì bây giờ chúng ta sẽ cùng theo nhau nhé. Bây giờ chúng ta dùng lắp. Đây thì mình bây giờ mình sẽ cùng các bạn bắt đầu lắp này. Đây lắp đấy. Đồ lắp rất đơn giản thôi, cần con tê hoặc là cái cơ lê nữa. Mình có cả hai cái, vác cả hai cái ra, các bạn thích cái gì thì chỉ cần một trong hai cái này là được. Đấy thì khi mà các bạn nhớ này, nãy mình đã bảo các bạn là tại sao các bạn phải vặn cái này lên. Bởi vì khi các bạn nếu bình thường các bạn sẽ như thế này. Đây các bạn sẽ thấy như thế này thì các bạn sẽ không lắp đặt được. Đây, đấy, đây nó sẽ không lắp đặt được cái phần đây, cái ốc này. Ốc này thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ không thể nào mà xử lý được cái phần ốc này. Đấy, các bạn không có điểm để bắt ốc đấy. Nhưng bây giờ mình sẽ các bạn sẽ lưu ý là mà tại sao mình phải lắp chổi trước, còn khi tì đến đây thì nó không bị vỡ kính chắn gió. Các bạn xem chưa, tì lên cái thanh này mình sẽ không tì cái sắt vào kính chắn gió. Cái chổi này bằng cao su tì thoải mái nhưng mà cái sắt này thì không nên tì vào là gãy. Đấy thì cách như vậy. Và cái thứ hai là các bạn sẽ bẻ lên cho mình, bẻ lên như thế này, bẻ lên như này thì bắt đầu các bạn này, đây cái phần này bây giờ các bạn sẽ lựa xuống này, lừa xuống đây, các bạn sẽ nhìn cho mình lừa xuống cái phần này. Đấy, lừa này. Ok, các bạn lừa như này là xong đúng không ạ? Lừa này ok rồi thì các bạn đây ốc của các bạn đây, rất đơn giản để các bạn bắt vào. Và các bạn nhớ nhé, làm sao các bạn lựa cho mình đúng cái chiều cái đến cái điểm ấy là được. Đặt cái cỡ của nó ấy. Cái cỡ nó trước khi mình chốt chặn ấy. Đấy, đặt cỡ nó khoảng khoảng tầm như này. Đấy. Là nó đúng cái điểm cũ. Đấy. Mình giữ làm sao căn đúng bằng cái điểm cũ của mình. Đấy. Ok, đây là cái này là cái mà chúng ta sẽ này dùng cờ lê thì ok hơn anh ạ. Đấy. Các bạn cờ lê thì các bạn vặn này thôi, các bạn cố định. Bây giờ đây là chổi gạt mưa thứ hai, chổi gạt mưa này của bên phụ thì các bạn nhìn này, trên đây chổi gạt mưa bên phụ, bên phụ lái đây,
chúng ta cũng như thế thôi. Các bạn lừa cho mình cái phần này, các bạn lưu ý nhá, trên cái chổi gạt mưa nó có những cái ren này, đấy, ren này, đấy, các bạn phải đẩy vào đúng cái ren thì nó mới được nhá. Nó ren để nó giữ cho cái chổi gạt mưa chúng ta khít với lại cái khi mà chuyển động ấy, nó cố định cái chuyển động. Đã xong cái khi mà các bạn lắp xong nó sẽ như này. Cái này của nó sẽ có hai cái lẫy nhựa lấy gạt mưa, đấy, lấy để nó che một cái chổi này cho nó khỏi khỏi chúng ta sẽ không bị gì này. Nó sẽ như này, nó còn là cái khớp thôi, ấn lên là được. Nhựa cái chiều của nó thì các bạn sẽ phải ấn vào. Này là ok. Đấy, các bạn sẽ ấn này. Đấy, chổi gạt mưa nó có. Đây các bạn đấy. Xong rồi, dùng rất là ok. Lắp xong cái bộ chổi gạt mưa. Và bây giờ anh em chúng ta cùng nhau thử xem là đã ngon chưa nhá. Anh em thấy như thế này đó là ngon lành, number one rồi đúng không ạ? Đấy thì các bạn xem thấy hay thì nhớ nhấn like, đăng ký kênh để nhận thêm nhiều video. Mình sẽ review tất cả các sản phẩm phụ tùng dòng xe Mitsubishi cùng với các cái hướng dẫn về cách thay những chi tiết phụ tùng một cách đơn giản của tất cả các dòng xe ô tô. Thì anh em nhớ nhấn like, đăng ký kênh. Và đồng thời các bạn đừng quên để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng ta cùng nhau trao đổi, anh em cùng nhau trao đổi về kinh nghiệm sử dụng và tất cả những chi tiết phụ tùng dòng xe Mitsubishi này. Xin chào và hẹn gặp lại.